Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Bảng nhân 4, vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 46 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái hoạt động mở đầu nè, thực hành. Đưa ngón tay và đếm thêm 4 theo mẫu nè. Đấy, tức là ở đây chúng ta lại thực hiện giống như ở bên bảng nhân gì, nhân 3 này. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái bàn tay gì, tay phải trước này. 4 này, 2 ngón là mấy? 8 này, 3 ngón 10, 12, 4 ngón là 10, 16 này, 5 ngón là 2, 20. Chúng ta đổi sang bên tay trái này, thêm một ngón nữa là 24, 28, 32, 36 và 4 gì? 40. Đó, các em cố gắng chúng ta luyện cái này nhé. Và khi chúng ta đưa ngón tay và đếm thêm 4 thì chúng ta sẽ viết kết quả vào đây. Như vậy nè, 4 nhân với 1 này, chúng ta sẽ được đầu tiên là mấy? 4 này. Đếm thêm 4 nữa này là 8 này. Thêm 4 là 10, 12. 12 thêm 4 là 10, 16. 16 thêm 4 là 2, 20. 20 thêm 4 là 2, 24. 24 thêm 4 là 2, 28. 28 thêm 4 là 3, 32. 32 thêm 4 là 3, 6. Và 36 thêm 4 là 4 gì? 40. Đấy, như vậy chúng ta đếm thêm 4 thì mình lại được cái bảng gì? Bảng nhân 4 như thế này. Được chưa? Và hãy cùng với thầy đọc cái bảng nhân 4 này nhé. 4 x 1 là 4. 4 x 2 là 8. 4 x 3 bằng 12. 4 x 4 bằng 16. 4 x 5 bằng 20. 4 x 6 bằng 24. 4 x 7 bằng 28. 4 x 8 bằng 32. 4 x 9 bằng 36. 4 x 10 bằng 40. Đó, các em hãy dừng cái video lại, sau đó chúng ta đọc cho thuộc cái bảng nhân 4 này. Được chưa? Khi đã thuộc được bảng nhân 4 thì chúng ta sẽ đến với bài thực hành số 2. Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 4. Như vậy chúng ta sẽ cùng với một bạn khác, tức là trò chơi này sẽ là gì? Thực hiện trong mấy? Hai bạn với nhau. Thì một bạn sẽ đố và một bạn sẽ trả lời. Nhớ là cách đố và trả lời thì chúng ta sẽ dựa vào đâu? Dựa vào cái quy tắc đếm thêm ở ngón tay đây nè. Ví dụ bạn nói đố này, 4 x 9 bằng bao nhiêu? À thì bạn này giờ đây là 36. Vậy thì bạn sẽ trả lời 4 x 9 bằng 36. Bạn lại đố tiếp chẳng hạn, 4 x 4 bằng bao nhiêu? À thì bạn lại nhẩm ra cái ngón tay đúng không nào? Là 4 x 4 bằng 10, 16. Đấy, cứ như vậy chúng ta đổi. Bạn này đố, sau đó đến bạn này đố. Được chưa? Rồi nhá. Rồi, hãy dừng video lại, đọc cho thật là thuộc cái này để chúng mình đến với phần luyện tập sau. Chúng mình sẽ vào bài luyện tập số 1. Người ta yêu cầu là gì? Tính nhẩm. Như vậy để làm được cái bài số 1 này thì yêu cầu các em phải thuộc cái gì? Bảng nhân 4 ở trên. Được chưa? 4 x 2 bằng mấy nhỉ? À 4 x 2 là 8. 4 x 6 2, 2, 14. 4 x 8 3, 3, 12. Được chưa? Xong nhá. Rồi 4 x 5 bằng 2 gì? 20. 4 x 9 3, 3, 16. 4 x 10 4, 4, 10. Được chưa? Sang câu B này. 3 x với 4 bằng 10, 12. 5 x 4
20. Đúng nào. Vì sao chúng ta biết 5 x 4 bằng 20? À, chúng ta phải biết nè. 4 nhân với 5 thì nó sẽ bằng 5 nhân với 4 nhá. Mà 4 x 5 bằng bao nhiêu? 20. Đấy. Được chưa? Rồi, 7 nhân với 4 nè. Thì các em phải biết nó bằng mấy? 4 nhân với 7. Vậy thì 4 nhân 7 bằng bao nhiêu? 2 18. Ok. Tương tự này, 6 nhân với 4 thì nó chính bằng mấy? 4 nhân 6. 4 nhân 6 bao nhiêu? À, 20 24. Được chưa? 0 nhân với 4, 0 nhân 4 là 0. 10 nhân với 4, 10 nhân với 4 là 4 gì? 40. Xong chưa? Đấy, chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Sang bài số 2, điền cái số nào? Như vậy ở đây tôi yêu cầu này. Số con cừu và số chân của cừu nào. Như vậy các em thấy này. Con cừu này sẽ có một con, nó sẽ có mấy chân? 4 chân. Một con cừu thì sẽ có 4 chân. Vậy thì các em sẽ thấy này, một con cừu có 4 chân thì chúng ta sẽ lấy 4 nhân với gì? Số con cừu là 1. 4 nhân với 1 thì bằng mấy? Bằng 4. Được chưa? Giờ có này, một con cừu là 4 chân. Đây họ yêu cầu mấy con cừu? 2 con cừu, 4 nhân 2. Được chưa? Bằng mấy? Bằng 8, các em điền vào đây. Rồi, bây giờ có này, một con cừu là mấy chân? 4 chân. Đây có mấy con cừu? 5 con cừu. Vậy thì 4 nhân cho 5. 4 nhân 5 bằng bao nhiêu? À, 20. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, một con cừu có mấy chân? 4 chân. Giờ đây có mấy con cừu? 8 con cừu. 4 nhân 8 32. Ok. Xong chưa nào? Rồi. Sang bài số 3. Người ta yêu cầu này, tính bằng hai cách và xem mẫu ở sách giáo khoa của chúng mình. Như vậy các em lại lấy sách giáo khoa ra. Trang số 44, được chưa? Đây sách giáo khoa của chúng ta đây. Trang số 44 này. Người ta hướng dẫn này. Tính bằng hai cách này. Mẫu này, 4 x 2 x 2. Vậy thì cách 1 này, thì chúng ta sẽ nhóm 4 với 2 này, 4 với 2 vào một trong một nhóm. Được chưa? Các em sẽ thực hiện 4 x 2 bằng 8, rồi lấy 8 x với 2 còn lại là bằng 10, 16. Cách thứ hai cũng là phép tính đó, 4 x 2 x 2 thì chúng mình sẽ làm sao? Lại nhóm anh nào? Nhóm anh 2 với anh 2 này vào một nhóm này. Đấy, thì sẽ bằng 4 này, giữ nguyên này. 2 x 2 là 4, vậy thì 4 x 4 bằng 10, 16. Bây giờ mình sẽ áp dụng hai cái cách ở sách giáo khoa trang 44 này để chúng ta thực hiện cái bài này nhé. Rồi, như vậy ở đây mình sẽ có này. 3 nhân với 2 nhân với 2. Thì đây sẽ bằng cái gì các em nhỉ? Các em sẽ lại nhóm này gì? Hai anh này vào đúng không? Mở ngoặc nè. 3 nhân 2. Đóng ngoặc. Nhân với gì? Nhân với 2. Như vậy mình sẽ thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc này trước. 3 nhân 2 là mấy? 6. 6 giờ chúng ta nhân cho 2. Như vậy 6 nhân 2 bằng bao nhiêu? Đấy, nhiều em lại đang bối rối, mình chưa học bảng nhân 6. Nhưng mà chúng ta có tuyệt chiêu. 6 x 2 thì bằng 2 nhân với 6. Được chưa? Vậy thì 2 x 6 bao nhiêu? Lớp 2 học rồi. À, 2 x 6 bằng 10. 12 nhá. Xong chưa nào? Rồi. Ổn nha. Tương tự như vậy thì ở đây chúng mình sẽ có cách 1 rồi đúng không? Đây là cách 1. Bây giờ đến cách 2 này. Đấy, ở đây họ chỉ chừa cho mình có một cách thôi. Như vậy thì cách 2 nhá.
thầy sẽ ghi ra đây. Cách 2. 3 nhân với 2 này. Nhân với 2 này. Đấy. Thì cách thứ hai chúng ta sẽ lại nhóm hai cái anh này với nhau, đúng không nào? Sẽ bằng 3 nhân với này. Mở ngoặc ra 2 nhân 2. Được chưa? Rồi. Như vậy mình sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. 2 nhân 2 là mấy? 4. Vậy thì 3 nhân 4 bằng 10? 12. Như vậy cách số 1 mình cũng bằng 12 và cách số 2 chúng ta cũng thực hiện bằng bao nhiêu? 12. Ok chưa? Tưởng thế nào đúng không nào? Rồi, sang đây câu B. Chúng ta cũng thực hiện cách 1 vào trong tập của mình. Mở ngoặc 5 nhân với 2. Được chưa? Nhân với mấy? Nhân với 4. Như vậy các em sẽ thực hiện ở đây. 5 nhân 2 là mấy? 10. 10 nhân với mấy? Nhân với 4. 10 nhân với 4 ta học chưa? Wow, khó nhỉ? Không có gì hết. Cũng giống như 6 nhân 2 ở đây thôi. Thì 10 nhân 4 này thì nó sẽ bằng mấy? 4 nhân với 10. 4 nhân 10 là bao nhiêu? Đúng rồi, 4 nhân 10 là 4 gì? 40 nhá. Được chưa? Rồi, vậy thì đây là cách 1. Chúng mình sẽ làm cách 2 của cái bài này như sau. Đây, thầy sẽ kẻ ra chúng ta dễ quan sát. Như vậy câu B chúng ta sẽ có cách 2. 5 này nhân với 2 nhân với 4 này thì các em sẽ lại nhóm này. 5 này nhân với này, mở ngoặc 2 nhân 4. Được chưa? Như vậy thì sẽ bằng mấy nhỉ? 5 nhân với 2 nhân 4 là mấy? 8. Vậy thì 5 nhân 8 là 4. 40. Phải không? Bảng nhân 5 mình học rồi nhá. Như vậy thì đây sẽ cũng bằng nhau 40. Và đây cũng là bao nhiêu? 40. Rồi, như vậy chúng mình đã hoàn thành xong cái bài này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn nhá. Hẹn gặp lại các em ở trong bảng chia 4.